Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên đẩy mạnh hỗ trợ xây sửa nhà cho người nghèo. Phần cuối chương trình là phóng sự Người người nối nhịp cầu đoàn kết ở cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên là 1,16%. Để kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các khu phố tổ chức cho nhân dân bình xét công khai, lập danh sách. Trên cơ sở đó, đề nghị thành phố, tỉnh khảo sát sắp xếp bố trí nguồn lực hỗ trợ kinh phí giúp các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong năm qua, từ quỹ vì người nghèo cùng với các nguồn xã hội hóa, Mặt trận Tổ quốc phường đã tham mưu cho ban vận động quỹ vì người nghèo phường xây dựng một nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, hỗ trợ hai hộ sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 30 triệu đồng. Việc vận động quỹ vì người nghèo trên địa bàn phường Minh Khai, chúng tôi thực hiện theo rất nhiều phương pháp. Chúng tôi tổ chức vận động tại cán bộ công nhân viên chức, giao cho các chi bộ, khu phố thành lập các tiểu ban đi vận động nhân dân, tổ chức vận động tại các điểm phát lương hưu căn cứ vào khó khăn của các hộ nghèo cận nghèo. Chúng tôi tiến hành xét để hỗ trợ cho các hộ đấy. Với mục tiêu giúp hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, Mặt trận Tổ quốc xã Phú Cường đã thường xuyên nắm bắt tình hình ở các khu dân cư để khảo sát, lập danh sách các hộ khó khăn về nhà ở, đề nghị các cấp hỗ trợ kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác về đối tượng và quy trình thủ tục. Ngoài hỗ trợ của quỹ vì người nghèo các cấp, Mặt trận Tổ quốc xã tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội hóa khác giúp hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở. Thì trước kia có ba gian nhà thì nó cũng dột nát. Vì điều kiện khó khăn thì cũng chưa tu sửa được, được sự quan tâm của quỹ vì người nghèo và các cấp lãnh đạo đã ủng hộ để thêm và để sửa chữa. Đến nay gia đình đã sửa được ngôi nhà khang trang. Thế thì trong năm, Mặt trận Tổ quốc xã đã hỗ trợ kịp thời hai hộ xây dựng nhà đoàn kết là xây mới, hỗ trợ đối với hai hộ nghèo sửa chữa nhà ở, sao đảm bảo cho kịp thời. Chỉ tính riêng năm 2022, thành phố Hưng Yên và các phường xã đã vận động được tổng số tiền trên 650 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã hỗ trợ xây mới 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí là 217 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để hộ nghèo yên tâm, nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở thành phố Hưng Yên. Trên cương vị là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Nguyễn Văn Hằng thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức thành viên kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn lớn nhỏ trong cộng đồng. Ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông luôn nắm bắt tình hình thực tế của khu dân cư để lựa chọn những nội dung, mô hình hay, phù hợp để tổ chức thực hiện. Vì thế từ năm 2019 đến nay, ông Hằng đã vận động nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng để xây dựng tu sửa đường giao thông, vận động nhân dân đóng góp xây cổng làng với số tiền trên 200 triệu đồng. Năm 2022, chúng tôi đã hoàn thành xây dựng cổng làng chỉ trong vòng 3 tháng để có kết quả đã đạt được. Thì bản thân cùng với tập thể là ra sức tuyên truyền vận động nhân dân. Có những cuộc vận động là cả ban công tác mặt trận là 12 người. Chia ra làm hai khu vực đi từng nhà và đi từng xóm một. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Nguyễn Văn Hằng luôn sâu sát nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân với các ủy đảng chính quyền. Chính vì vậy mà việc xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, chất lượng của các cuộc vận động ngày càng được nâng cao. Điểm nổi bật lớn ở trên đồng chí Hằng là cán bộ rất là năng nổ, nhiệt tình và có kinh nghiệm trong vận động khối đại đoàn kết toàn dân, có uy tín trong cộng đồng dân cư mà nổi bật là trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng. Với những thành tích đó, nhiều năm liền, ông Hằng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Ông vinh dự là một trong 4 đại biểu của tỉnh được tham dự hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.